Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt novel Mushoku Tensei trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, vậy là chuyến đi Milis lần này của Rudy đang thành công ngoài sức tưởng tượng khi vừa xác định rõ ràng tình trạng của Janice, vừa tậu cho Austin thêm một thuộc hạ ngon lành. Sau khi rời khỏi phòng của Miko, Rudy định trở về nhà tìm gặp kỹ sư để hỏi rõ vài điều thì đột nhiên Claire gọi cậu lại. Rudy-sama, cậu có thể bớt chút thời gian nói chuyện với ta không? Bà ta vẫn mang cái vẻ mặt lạnh lùng đó, chắc có lẽ bẩm sinh trông đã muốn đấm như vậy rồi, hoặc cũng có thể vì bà ta đang căng thẳng. Rudy tự hỏi, Claire đang muốn nói điều gì? Trách cậu vì cưới tới ba cô vợ sao? Ừ thì điều này người bình thường nghe còn chối tai, với sáu đàn Milis thì càng không thể tha thứ. Nghĩ vậy Rudy lặng lẽ gật đầu. Những gì mà ta đã làm lần này, không ai có thể tha thứ được. À, ra là bà ấy đang muốn nói về các vấn đề của mình. Cũng phải thôi, chắc Claire phải ân hận nhiều lắm. Dù mục đích tốt cỡ nào nhưng phương pháp làm là sai hoàn toàn. May là Janice chưa bị gì, chứ nếu không Rudy sẽ không bao giờ nói chuyện với nhà Lechia. Thế nên là, xin cậu hãy trừng phạt ta. Trừng phạt, đối với Claire đã là phạm tội ác thì phải bị trừng trị, cho dù có chính là bản thân bà ta. Nói một cách đơn giản, nếu xin lỗi có hiệu nghiệm thì cảnh sát tồn tại để làm cái gì? Trong vụ việc vừa qua, đa phần những người có liên quan đều bị trừng phạt rồi, sắp tới cũng có một phiên tòa xét xử nữa. Nhưng Claire lại bình an vô sự, thậm chí còn không bị Rudy oán trách nửa lời. Chính điều này khiến bà ta thấy cắn rứt. Chưa kể như Miko vừa nói ở video trước, Janice đang sống trong một thế giới rất hạnh phúc. Sẽ thật tàn nhẫn nếu Claire nhuộm đen nó bằng mấy chục, mấy trăm tên đàn ông. Dù cậu dùng roi, gậy hay là chặt tay ta cũng đều được cả, thậm chí cậu có thể giết ta cũng được. Quá ư là man rợ rồi, bàn tay của Claire đang run bần bật. Rudy tự hỏi, chẳng lẽ bà ta không hiểu là Janice đã tha thứ rồi sao? Trong ký ức của Janice, Claire thậm chí còn là nạn nhân bị bắt nạt cơ. Lúc ở phiên tòa, cô ấy đã cảm nhận được nỗi khổ tâm của Claire để rồi tát Rudy và Carlyle mỗi người một phát. Rudy cứ nghĩ chuyện này coi như xong rồi, nhưng xem ra phải làm gì đó với Claire thôi. Bản thân bà ta cũng xem việc bị trừng phạt chính là tha thứ mà. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu động não. Vậy thì, nghe thế, Claire nhìn Rudy với vẻ mặt căng thẳng. Xin bà hãy cải đạo. Như vậy nghĩa là, gia nhập tôn giáo mà cậu đang theo ư? Cậu muốn ta tuân sùng ma tộc? Không phải gia nhập đạo của Rosy. Đạo này chỉ có người được đào tạo bài bản bằng hơi thở dâm đãng của Rudy mới lĩnh ngộ được thôi. Ý là cậu đang muốn Claire từ bỏ tư tưởng bài trừ ma tộc đi thôi, và chỉ một mình bà ta chứ không liên quan gì đến nhà Lachia. Lý do Rudy muốn như vậy là vì cậu không muốn Claire gọi Rosy là bẩn thỉu. Ngoài ra, cháu sẽ rất cảm kích nếu như bà tôn trọng tôn giáo của cháu và không can thiệp vào chính sách giáo dục của nhà cháu. Sau này nếu có gặp chuyện gì khiến bà bất lực thì xin bà hãy thảo luận với cháu trước. Trong tay cháu có đủ sức để giải quyết được hầu hết mọi chuyện mà. Chắc là vậy. Nghe thế Claire trưng ra vẻ mặt kinh ngạc rồi lập tức gật đầu. Được ạ, bà ta rất chi là ngoan đấy nhỉ. Cứ như vậy cái được gọi là sự trừng phạt của Rudy được chấp thuận. Xin cảm ơn vì lòng tốt của cậu. Một lời cảm ơn nhưng ai cũng biết là Claire đang xin lỗi. Đúng là chứng nào tật nấy. Dù thế nào bà ta vẫn chưa thể nói được một lời xin lỗi rành mạch. Sau đó Rudy trở về nhà Cliff. Nếu có dịp cậu sẽ ghé qua nhà lấy trà sau. Giờ phải hỏi chuyện của ghi sư trước. Ngẫm lại mà xem, có mấy lần ghi sư xuất hiện trùng hợp một cách đáng ngạc nhiên. Điều này nhất định có gì mờ ám. Sau khi để Aisa và Janice ở nhà, Rudy dặn Aisa cẩn thận rồi định bước ra cửa tìm ghi sư. Nhưng có vẻ đã muộn rồi. Aisa lo lắng đưa cho cậu một bức thư. Mặt trước có ghi dòng chữ, gửi Rudius. Wendy có nói, ngay lúc Onichan mới rời đi không lâu, ghi sư đã tới đây và để lại lá thư này. Rudy im lặng cầm nó, cậu có linh cảm không tốt về điều này. Tới Rudius, ê senpai. Sau khi nghe những gì Miko nói, senpai đã trở về đây và đọc lá thư này, thì chắc anh cũng đã hiểu chuyện gì đã diễn ra rồi đấy nhỉ? Hiểu rồi đúng không? Hay là không lẽ nào lại vẫn chưa hiểu à? Nếu quả thiệt là anh vẫn chưa hiểu, thì lá thư này là một nước đi sai lầm. Nhưng thôi, cứ kệ vậy. Hiện tại, senpai hẳn là có nhiều câu hỏi muốn đặt ra. Tại sao em lại biết vị trí của Janice? Tại sao em lại dẫn Janice ra ngoài đúng lúc như vậy? Quay ngược lại về ngày xưa một chút, cũng như hồi mới gặp senpai đấy. Tại sao em lại tình cờ gặp senpai ở ngôi làng của tộc Dorodia? Tại sao và làm sao lại thế được? Ngay cả Gisusama có là mạo hiểm giả cấp S thì thế nào cũng có những việc mà anh ta không thể làm được chứ, đúng không? Em sẽ trả lời cho anh. Tất cả đều đến từ chỉ thị của Hitogami-sama. Em đã hành động theo lời khuyên của Hitogami-sama. Nói một cách đơn giản hơn thì em là tông đồ của Hitogami. Em đã lừa senpai đó. Ngạc nhiên chưa? Đúng như những gì anh đã nghĩ chứ? Hay là anh đang cảm thấy tức giận? Hẳn là tức giận rồi nhỉ? Hay, chắc là anh đã đoán đúng rồi đó. Nhưng mà này, từ khi còn nhỏ, em đã sống sót bởi lắng nghe giọng nói của vị thần đó. Mỗi khi em sắp chết, mỗi khi em lâm vào đường cùng, em đã được cứu mạng bởi việc lắng nghe giọng nói ấy. Đối với em, một kẻ chẳng có sức chiến đấu, giọng nói ấy chính là sự cứu rỗi. Senpai cũng được như em, phải không nào? Hitogami-sama đã giúp đỡ anh rất nhiều trong chuyến đi trở về từ Đại Lục Ma đấy. Ngài ấy đã dẫn Rujik Dono đến với anh, giúp anh có được ma nhãn.
dẫn em vào tù để đưa anh ra và cứu mạng em gái của anh. Ngay cả người đã bảo vệ em vị trí của Janet cũng chính là Hitogami-sama đó. Dù rõ ràng là vậy, thế mà senpai, anh lại phản bội Hitogami-sama. Như vậy là chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra đấy nhỉ? Hitogami-sama cũng không phải là một vị thần tốt. Ngài ấy muốn chúng ta đi làm việc gì đó cho ngài ấy nên mới đưa ra những lời khuyên. Và có lẽ có một lời khuyên nào đó đã chọc vào nỗi giận của senpai. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào tự nhiên đi vứt bỏ hết công ơn của ngài ấy và đi phản bội lại ngài ấy được. Kể cả có bị lợi dụng thì ân nghĩa mà chúng ta nhận được vẫn còn ở ngay đó. Nếu không thì thật không hợp lý tí nào. Chỉ ít thì đó là những gì mà em đã nghĩ khi quê nhà của em bị hủy diệt. Hitogami-sama đã lợi dụng em để hủy diệt quê nhà của em. Hitogami-sama đã cười hả hê rằng người đã bị ta lợi dụng đấy. Tất nhiên ngay cả em cũng sẽ tức giận. Thế là sao chứ thằng khốn, dám hãm hại tao ư? Đừng có mà đùa. Đại khái là như vậy. Nhưng mà lúc đó Hitogami-sama cũng nói rằng ta đã giúp ngươi nhiều như vậy thì chừng này có là gì chứ. Có lẽ câu nói đó là để khiêu khích em, để thêm dầu vào lửa để mà cười khoái trá hơn. Thế nhưng lúc đó em cũng nghĩ rằng cũng đúng thật, so với công ơn cứu mạng từ trước tới giờ thì chừng này có là gì. Nói thật thì em cũng rất hận ngày ấy, nhưng em đã nghĩ ngày ấy cũng có lý do riêng của mình, mà senpai chắc chắn là đã không nghĩ như vậy. Trong lúc đang đọc lá thư này, có lẽ anh nghĩ rằng tên người mới này người đã chọn lầm đường rồi đó. Thế nhưng dù đối với anh thì đã lầm, nhưng với em thì lại là không. Từ quan điểm của em, senpai là một kẻ vong ơn bội nghĩa, dám lấy oán báo ơn với ân nhân của mình. Thế nên là senpai xin được thứ lỗi, nhưng em sẽ theo phe này. Hãy nhìn lại những gì vừa qua để kiểm tra sức mạnh của senpai. Em đã khéo léo dẫn anh vào một cạm bẫy kỵ sĩ thần điện, nhưng anh đã dễ dàng vượt qua được. Nói chung, từ đây em hiểu được là không thể dùng cách này để giải quyết senpai được. Tuy nhiên sẽ là một thất bại nếu như em lại đi tung hết quân át chủ bài ra. Lần tới em sẽ tập hợp thêm chiến lược để có thể nắm chắc phần thắng và quang minh chính đại tuyên chiến với anh. Nhớ là hãy để ý cái cổ của mình nhá. Em cũng không có thù hận gì với senpai cả. Trong khoảng thời gian ở tù em đã rất vui, và hành trình cùng nhau trên đại lộ kiếm thánh đó thật là khó quên làm sao. Cái lúc thám hiểm mê cung, đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy phấn khích như vậy. Những điều này đều là thật đấy, nhưng mà cũng chỉ có thế thôi. Dù không có thù hận gì, nhưng em cũng không có ân nghĩa gì với anh. Em có thù hận với Hitogami-sama, nhưng ân nghĩa thì còn lớn hơn nhiều. Cho dù có thù hận đi nữa, thì em cũng phải báo được ân. Đây là cách sống của em, từ Gisu Nukadia. Vừa dứt lá thư, Rudy lập tức chạy ra khỏi nhà. Gisu! Tất nhiên không có ai đáp lại. Gisu, hắn đã chạy rồi. Kẻ hiểu rất rõ về gia đình của Rudy, hiểu về sức mạnh của cậu, hiểu về ma đạo khải, hóa ra lại là kẻ địch. Hắn có nói sẽ tập hợp chiến lực, rốt cuộc là tính làm cái gì? Đã vậy còn nói lần tới sẽ quang minh chính đại tuyên chiến, có nên tin hay không đây? À, tin hay không? Tất nhiên đó không phải là điều cần bàn ở đây. Giờ phải tìm cách ngăn hắn ta lại, bằng cách nào ư? Giết hắn ngay và luôn. Rudy lập tức nhảy đến chi nhánh binh đoàn đánh thuê và gửi một lá thư cho Austin tóm tắt vụ việc vừa qua, về bức thư của Gisu, về việc hắn là tông đồ của Hitogami. Không chờ hồi đáp, Rudy chạy ra ngoài để truy lùng Gisu. Nhưng tìm hắn ở đâu bây giờ? Rudy nhảy tới trụ sở giáo đoàn nhờ phát lệnh truy nã Gisu, còn huy động cả đoàn kỵ sĩ thần điện để tìm kiếm trên toàn Millicent. Vậy nhưng Gisu là một tông đồ của Hitogami và là mạo hiểm giả hạng S. Hắn chắc chắn đã biết trước tương lai sẽ diễn ra như thế nào. Thử nghĩ xem, một kẻ không có chút năng lực chiến đấu nào nhưng có thể trở thành một mạo hiểm giả cấp S, làm sao để tóm được hắn đây? Gisu Nukadia, kẻ sống sót cuối cùng của tộc Nuka, không giỏi chiến đấu nhưng ngoài điều đó thì hắn cái gì cũng giỏi. Không biết dùng kiếm và ma thuật, hắn vẫn có thể hoạt động trong nghề mạo hiểm giả suốt thời gian dài, và rank của hắn hiện tại là cấp S. Đó là những gì mà Austin biết về Gisu. Bất kể ta có làm gì thì xu hướng hành động của Gisu cũng không hề thay đổi, cho nên ta tưởng rằng hắn không phải là một tên tông đồ. Austin nắm rõ từng chuyển biến của thế giới và con người trong vòng lặp của mình. Từ đó hắn sẽ biết nếu mình làm hành động A thì thế giới và con người sẽ phản ứng theo kiểu A. Và nếu hắn làm hành động B thì tương tự, thế giới và con người sẽ phản ứng theo kiểu B. Từ đó Austin sẽ biết được ai là tông đồ của Hitogami và biết được cái gì mà hắn ta nên can dự vào, cái gì nên để nguyên nó tự phát triển. Và trải qua vô số những vòng lặp, hành động của Gisu có thể nói luôn luôn là cố định. Sống là mạo hiểm giả, chết là một mạo hiểm giả. Cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không có hành động bất thường gì. Austin rất giỏi truy tìm những tên tông đồ Hitogami. Hắn đã gặp vô số tông đồ giống như Gisu. Chúng không giỏi chiến đấu, thường án binh bất động mỗi khi phát hiện ra Austin. Bên ngoài thì là vậy, nhưng bên trong sẽ âm thầm giúp đỡ những tên tông đồ khác vào thời khắc quan trọng. Tuy nhiên, những tên đó đều đã bị Austin đón nốt hết rồi. Vì vòng lặp của hắn là vô tận nên việc tìm ra chúng dễ như trở bàn tay. Nhưng Gisu thì khác, hắn là kẻ duy nhất không tỏ ra kỳ quái hay từng bị phát hiện là một tên tông đồ ở mấy trăm mấy ngàn vòng lặp, vì hắn không bao giờ hành động giống như một tông đồ của Hitogami, ngay cả khi sắp bị giết. Và rồi, ta đã lầm tưởng ở lịch sử nào cũng vậy, thế nên ta mới không thắng được. Không chỉ Rudy mà cả Austin đã bị lừa,
Hitogami hẳn quá cao tay trong nước cờ này rồi. Dựa vào cách nhắn tin, Ruri có thể hiểu là Austin đang thấy chán nản. Giờ chắc tên Hitogami đang cười lăn lộn và nghĩ rằng thằng ngu thế mà không nhận ra kỹ sư là tông đồ. Mà có ai đọc novel này từ đầu đến cái chương này từng nghĩ kỹ sư là một tông đồ chưa? Nhưng mà ngươi làm tốt lắm, đó là một lời khen. Tất nhiên rồi, cuộc đời của Austin đã rẽ sang một hướng khác từ khi rước Ruri về dinh. Không chỉ được mặc những chiếc mũ giáp thời thượng đến mức ngộp thở, không chỉ có mấy trăm anh em thuộc hạ, giờ hắn còn nhận ra được sai lầm của mình trong tất cả vòng lặp, một khối u mang tên là kỹ sư. Dù sao thì Austin có thể lặp lại, còn Hitogami thì không. Tên đấy là át chủ bài của Hitogami, lần sau đừng có hòng. Austin nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Ở vòng lặp sau, kỹ sư sẽ ăn donut mà tỏi từ vòng gửi xe. Ruri có thể tưởng tượng ra cái cảnh tượng đó rồi. Nhưng cậu thì khác, ngay cả lúc đang lùng sục kỹ sư khắp nơi, cậu vẫn không thể tin hắn là một tông đồ. Chưa kể không như Austin, cậu chỉ có duy nhất một cuộc đời này. Qua vòng lặp sau, liệu việc chuyển sinh có được diễn ra không? Quá là hên xui. Thế nên có thể nói, tâm lý của Ruri đang nặng nề hơn Austin. Cậu hiểu kỹ sư là kẻ có thể làm sao mọi chuyện. Nói sợ cũng đúng. Thử nghĩ nếu hồi nãy thay vì gửi lá thư cho Aisa, kỹ sư giết em ấy và để lại dòng chữ "Ta là kỹ sư, một tông đồ của Hitogami", Ruri sẽ phản ứng như thế nào? Nổi khùng lên lùng sục kỹ sư khắp nơi hay sao? Aisa có sống lại được không? Tóm lại, tôi mong chúng ta thắng ở vòng lặp này. Ý ta là lần sau ngươi gặp lại, đừng có hỏng để hắn thoát nhá. À, sếp đúng là người không biết nói dối. Rõ ràng là ngài đang nghĩ đến viễn cảnh ở vòng lặp sau mà còn lươn lẹo. Một tháng trôi qua từ khi Ruri phát hiện kỹ sư là một tên tông đồ. Trong thời gian này, quá trình tìm kiếm vẫn không ngừng nghỉ. Đoàn kỵ sĩ thần điện phát lệnh truy lùng khắp đại lục Milis. Gió đoàn và nhà Lacha cũng tích cực hỗ trợ, nhưng kết quả vẫn là con số 0. E rằng hắn đã trốn thoát rồi. Ruri cũng liên lạc với tộc Dorudia nhờ họ phát lệnh truy nã khắp toàn đại xâm lâm, nhờ Aren truy nã toàn Asura và nhờ Rossi đưa ra yêu cầu tương tự với vương quốc Ranoa. Thế nhưng Ruri vẫn cảm thấy chừng đó chưa đủ để tóm được kỹ sư vì còn rất nhiều nơi chiếc voi của cậu chưa thể với tới. Thậm chí không có chút thông tin gì về hướng di chuyển gần nhất của hắn luôn, vương quốc Vương Long và lục địa Ma. Có thể kỹ sư đang ẩn mình một trong hai nơi đó vì Ruri có rất ít quan hệ với họ. Lần tới em sẽ quang minh chính đại tuyên chiến với Senpai sau khi tập hợp thêm chiến lực. Đó là những gì kỹ sư nói trong thư. Đúng là hoang đường, tên lươn lẹo đó chỉ giỏi chém gió mà thôi. Bình thường thì Ruri sẽ nghĩ như vậy, nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Lần này kỹ sư có vô số cơ hội giết cậu. Ruri đã tin tưởng hắn đến mức vui vẻ phơi lưng của mình ra, nhưng hắn đã không làm gì. Tất cả chỉ dừng lại ở mức độ dùng mưu kế dẫn Ruri vào bẫy. Rồi khi cậu phá được bẫy, hắn âm thầm để lại thư rồi đi. Dựa vào đây, Ruri có thể kết luận, mặc dù Hitogami đưa ra chỉ thị giết cậu, kỹ sư đồng ý nhưng chỉ chấp nhận hành động theo cách quang minh chính đại. Khi muốn giết ai đó thì cũng phải giết một cách hẳn hoi đàng hoàng. Đó là cách sống của hắn, nhưng cũng có thể đó là một âm mưu của kỹ sư. Kiểu, giết kẻ địch trong lúc hắn đang ngủ mới là cách sống của ta. Kỹ sư sẽ trốn trong tủ bếp hoặc chỗ nào đó ở nhà Cliff, chờ lúc Ruri ngủ thì sẽ đâm cậu bằng con dao tẩm độc. Hoặc là mục đích của bức thư nhằm khiến Ruri rơi vào suy nghĩ hỗn loạn rồi bị điên. Nếu là thế thì kỹ sư cũng sắp thành công rồi đấy. Từ nãy giờ Ruri cứ ngồi nhìn vào tảng đá nhắn tin mà tưởng tượng đủ mọi loại kịch bản rồi, thật là đáng sợ. Hiện tại trong khi Ruri tìm kiếm kỹ sư thì Aisa đã thành lập xong chi nhánh binh đoàn đánh thuê rồi. Em ấy đã một mình lo toan tất cả từ việc lựa chọn trưởng chi nhánh, tuyển dụng thành viên và đặt ra phương hướng công việc. Janet hiện đang được nhà Lecha chăm sóc. Aris cũng được phái tới Milis bằng ma pháp trận dịch chuyển, trang bị đầy đủ đến tận răng, mặc chiếc áo khoác thuộc sở hữu của kiếm vương và đeo hai thanh kiếm trên người. Nhìn thôi người ta cũng đủ hiểu cô ấy là một kiếm sĩ nổi tiếng rồi. Đã có tôi ở đây thì khỏi lo rắc rối gì nữa, hãy xem tôi chém tất cả làm đôi. Aris hùng hồn nói vậy như thể đang động viên Ruri. Kỹ sư đúng là đần độn, dám đi đối đầu với Rudius, thế mà hồi trước dám nói không bị được với Senpai, không bị được với Senpai. Điệu bộ phấn chấn của Aris cũng phần nào xua tan nỗi lo sợ trong lòng Ruri. Thế là cậu vô thức ôm chặt cô ấy vào trong lòng và bắt đầu dùng bàn tay thông thạo bảy combat. Thật là rắn chắc, ý lộn thật là mạnh mẽ và yên tâm làm sao. Kết quả là Ruri bị đánh tới gần chết. Khi cậu sắp tắt thở thì nhận ra lẽ nào Aris đến Milis là âm mưu của kỹ sư. Bộ phim đến đây là kết thúc. Thà đa, tất nhiên đó chỉ là do Ruri tưởng tượng thôi. Sau khi nhờ Aris giải tỏa được một đống ưu phiền, Ruri bắt đầu bình tĩnh phân tích sự việc. Đầu tiên, cứ cho là kỹ sư đang tập hợp chiến lực và sẽ quang minh chính đại khiêu chiến là sự thật, thì Ruri sẽ có 3 hành động để đối phó. Một là không ngừng tìm hắn, hai là củng cố Mao Đạo Khải và nâng cao thực lực bản thân, ba là điều tra về kẻ thù, có nghĩa là kỹ sư sẽ tập hợp được những ai. Nói gì thì nói, kỹ sư muốn tập hợp chiến lực kiểu gì, trí óc hay là sức mạnh? Austin từng nói trên đời không có mấy người đánh bại được Ruri ở dạng một Ma Đạo Khải. Gần đây cậu còn khẳng định luôn là số lượng cũng không thành vấn đề. Nếu kỹ sư chuẩn bị được nhân tài ở đẳng cấp liệt cường và chiến đấu bài bản như đoàn kỵ sĩ thần điện thì mới ra đánh bại được Ruri. Nhưng mà để làm được điều đó thì ít nhất cũng phải mất đến 1-2 năm. Ok, đã thấy Ruri sẽ đi trước một bước.
cậu sẽ chu du vòng quanh thế giới và tập hợp đồng minh. Nếu người mình muốn lôi kéo đã về phe Gisu thì Rudy sẽ tiêu diệt kẻ đó ngay tại chỗ. Cái này cũng gọi là quá bá đạo rồi. Vì Gisu, vì bảo vệ gia đình, Rudy sẵn sàng khiêu chiến cả thế giới. À ha, đột nhiên Rudy nghĩ tới cái tên Atofe. Nếu con mụ đó mà nghe được lời mời tiêu diệt Rudius thì sẽ giơ tay giơ mông lên mà đồng ý ngay. Ngoài ra còn có Randolph nữa, hắn là người có thể đùa giỡn với Rudy ngay cả khi mang ma đạo khải dạng 2. Chưa kể nếu cậu giao thiệp tốt với Vương quốc Vương Long sẽ thuận lợi hơn rất nhiều để tìm được kỹ sư. Ok, vậy tiến đến Vương quốc Vương Long trước đi. Ở Milis về cơ bản đã ổn rồi, có 6 đoàn và nhà Lecha hỗ trợ nên binh đoàn đánh thuê rồi cũng sẽ đi vào quỹ đạo thôi. Thế là kế hoạch được quyết định, Rudy sẽ trở về Saria bàn bạc với sếp rồi khởi hành đến Vương quốc Vương Long. Trước khi lên đường, Rudy có ghé qua nhà Lecha để giới thiệu Aris và thông báo ý định trở về nhà. Là vậy sao? Claire không nhíu mày ngay cả khi nhìn thấy Aris hành xử thiếu lịch sự. Xem ra bà ta đã tuân thủ đúng những gì đã hứa với cậu. Tuy vậy, trên mặt Claire vẫn để lộ vẻ tiếc nuối vì sắp xa Janice. Trong tháng vừa qua, Janice đã được nhà Lecha chăm sóc rất nhiệt tình. Cô ấy cũng thấy vui nữa, kiểu thường hay đi dạo đây đó. Trên mặt vẫn vô hồn nhưng Rudy thừa hiểu Janice đang tận hưởng. Lần tới gặp lại, cháu nhất định sẽ tới chào hỏi mọi người. Thật đáng tiếc là ta không được nhìn mặt non. Cháu sẽ còn quay lại mà. Lần tới cháu sẽ dẫn cả non và mấy đứa con nhà cháu nữa. Dù đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng với Rudy, nhà Lecha vẫn là máu mủ của mình. Claire cũng chẳng phải là người xấu dù có hơi đáng ghét. Không, ta e là, với tuổi tác của ta hiện giờ thì rất có thể đây sẽ là lần gặp nhau cuối cùng. Claire năm nay đã 60 tuổi rồi, bà ta trông vẫn còn khỏe mạnh nhưng cũng chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Từ Saria tới Milis cả đi lẫn về mất khoảng 4 năm, rồi công việc bộn bề cuộc sống các thứ nữa. Thế nên ai mà biết được lần tới Rudy trở lại nhà Lecha thì Claire đã không còn nữa. Cơ mà Claire không biết thằng cháu của mình là trùm xài ma thuật cấm. Nếu thích, cậu có thể thiết lập hẳn một cái cổng dịch chuyển trong tầng hầm nhà Lecha luôn. Lúc đó thì từ Saria đến Milis chỉ vài bước chân là xong rồi. Dù vậy, để an toàn, Rudy không tiết lộ gì về ma pháp trận dịch chuyển. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt Claire và nói rằng chắc chắn sẽ lại mang gia đình mình tới đây chơi. Nhưng nhất định là cháu sẽ còn quay trở lại đây. Lần này là lời nói chứa đầy quyết tâm. Thấy vậy, Claire bỗng nhiên thả lỏng người. Janice quả là may mắn khi có một người con như cháu. Ừ thì cũng điên đầu với nó nhiều lắm rồi đấy chứ. Sau đó Rudy cũng đến chào tạm biệt Miko. Cậu tặng cho cô ấy hai món quà lưu niệm. Một là chiếc vòng tay được trang trí tương tự như cái của Rudy, và một cuộn giấy triệu hồi ma thú thủ hộ được Austin gửi tới. Chiếc vòng tay được Aisa nhờ một người thợ thủ công chế tạo trong một tháng qua. Trên mặt có một viên đá khắc biểu tượng long thần. Ai nhìn vào cũng sẽ biết vật này là của thuộc hạ long thần thôi. Khi Rudy gọi Miko tới khu vườn thì đám Lola cũng xuất hiện. Trong số đó có cả Therese nữa. Vậy là cô ấy sẽ không bị thuyên chuyển công tác. Đơn giản nhỉ, chỉ cần một chữ ký của Rudy là xong. Dù vậy thì cô ấy đã bị sáng chức, giờ chỉ đang là đội phó. Cả người đội trưởng mới khá là tù. Anh ta chỉ chấp nhận Miko đeo vòng tay chứ không cho phép sử dụng bất kỳ ma pháp triệu hồi nào bên trong giáo đoàn. Thế là Rudy trừng mắt nói rằng đây là món quà từ ngài Long Thần Austin do thuộc hạ Rudius thay mặt trao tặng cho Miko để bảo toàn tính mạng. Chị giữ chức đội trưởng thì có quyền gì để mà từ chối hả? Nghe vậy, thanh niên đội trưởng mới chịu bỏ cuộc. Linh động lên chưa ba, cứ làm việc cứng ngắc như thế thì suốt đời chỉ làm đội trưởng thôi đấy. Thứ xuất hiện từ cuộn giấy là một con cú bạc dài chừng 1 mét, nhỏ hơn so với Leo nhưng có sức hiện diện nhất định. Và đôi mắt đồng tử màu vàng của nó trông khá là thần thánh. Ta nhất định sẽ quý trọng nó. Mắt của Miko tỏa sáng khi nhìn thấy con cú. Nó nheo mắt lại trông có vẻ dễ chịu khi được cô ấy vuốt ve. Sau Miko, Rudy đến tạm biệt Cliff. Ừ thì bước đầu trong kế hoạch làm giáo hoàng của cậu ta có vẻ đang thuận lợi. Sau cái hôm Cliff gào ở phòng họp, tên tuổi cậu ta đang nổ như cồn trong giáo đoàn. Cliff Grimoy đã thuyết phục được Rudius, cánh tay phải của Long Thân, và giải cứu thành công Miko cơ đấy. Cậu ta đã thẳng thắn nói về chính nghĩa trong cuộc tranh cãi giữa giáo hoàng và Hồng Y thông qua đạo lý. Người này đồn người kia cho đến khi nguồn tin lan rộng mà không ai biết được rằng nguồn tin đó đến từ đâu mà ra. Rudy thì khác, cậu nhanh chóng hóng được chính đại đội trưởng của đoàn kỵ sĩ thần điện Khalai và phó đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ thánh đường Bess đã chuyển ra ngoài. Từ đó Cliff được trọng dụng nhiều hơn, chẳng hạn như cử hành lễ trưởng thành, lễ kết hôn, lễ tang và lễ tiệc của những quý tộc cấp cao. Tóm lại, Cliff đang trở thành nhân tài cực kỳ hiếm có của giáo đoàn. Thế nhưng Rudy vẫn lo lắng một điều, đó là chưa ai biết được việc cậu ta đã kết hôn với Elena Lies. Cliff senpai, tôi sẽ về nhà một chút. Ừ, để ý đến Lies hộ tôi nhá. Tất nhiên rồi, tôi sẽ dặn cô ấy đừng đi lăng nhăng. Từ trước đến nay, tin đồn Elena Lies là phò được lan rất rộng trong giới mạo hiểm giả. Đặc biệt có những mạo hiểm giả kỳ cựu còn hoạt động đến bây giờ đã từng bị cô ấy cướp mất lần đầu tiên. Thế nên Cliff vẫn thận trọng khi chưa tuyên bố mình đã kết hôn. Ừ thì đợi đến khi nào lực chiến cậu ta bá đạo thì nói ra cũng được, lúc đấy bố con thằng nào dám ý kiến. Cơ mà Cliff này, cậu đừng có vô tư với Wendy quá nhá, kẻo lửa gần rơm lâu ngày cháy luôn cả nhà đấy. Xa vợ xa con nhiều năm lại có một cô gái sống chung trong nhà, giang hồ người ta cũng đồn ẩm lên thôi, cẩn thận nha. Rudy căn dặn Cliff kỹ càng điều đó vì hơn ai hết cậu hiểu rõ cái định nghĩa lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy cả nhà là như thế nào. Cliff senpai gần đây nổi tiếng lắm mà, không khéo lại có lúc vô ý đẩy Wendy chan ngã xuống ấy chứ.
Tôi chỉ coi Wendy là em gái của mình thôi. Là cậu thì cậu có dám ra tay không? Ôi, cậu nói thế thì tôi chịu rồi. Ok, đến đây thôi. Thế là sau 2 tháng bươn trải ở Milis, Rudy đã trở về Saria. Kẻ địch tiếp theo của cậu chính là Ghi Sư. Và video hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.